Thưa quý vị, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp toàn thể về ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương những thành tựu ngoại giao kinh tế trong công tác đối ngoại thời gian qua, đồng thời nêu ra những bài học kinh nghiệm và định hướng quan trọng trong ngoại giao kinh tế phục vụ cho sự phát triển đất nước. Theo Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới sẽ có nhiều thời cơ và thách thức đang xen. Do đó, công tác ngoại giao cần phải có sự chủ động sát tình hình mới, có tầm nhìn chiến lược đặc biệt tiếp tục thể chế hóa đường lối đối ngoại của đảng, tập trung vào các khâu trọng tâm trọng điểm, xác định rõ các khó khăn thách thức cần tháo gỡ, đồng thời cần linh hoạt chủ động, mạnh mẽ để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chủ cung ứng một cách nhanh chóng, phát huy tính tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo, tăng cường phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, quán triệt và thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, phát huy truyền thống của ngành ngoại giao, nhất là phát huy mạnh mẽ bản sắc ngoại giao cây tre Việt Nam. Thời gian qua, công tác ngoại giao kinh tế của Việt Nam đã được ngành ngoại giao triển khai quyết liệt, toàn diện, chuyển biến sâu sắc về chất và lượng, đạt nhiều kết quả quan trọng, đáng tự hào, tiếp tục đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều tham luận của đại sứ Việt Nam tại một số nước, lãnh đạo các bộ ngành địa phương và một số tập đoàn lớn cũng đã thể hiện các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động, rộng khắp các châu lục trên cả bình diện song phương và đa phương đồng thời đưa ra những xu hướng phát triển mới cần thích ứng mạnh mẽ trong thu hút đầu tư và cơ hội đẩy mạnh xuất nhập khẩu đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế đất nước